Xin chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Huyền Vi Bất Động Sản Bình Dương. Và đây là toàn cảnh dự án khu đô thị thương mại chợ Nhật Huy ở trên cao. Thì hôm nay em sẽ quay flycam để cho cả nhà hình dung về khu đô thị thương mại chợ Nhật Huy. Và đây là toàn cảnh phía trên nha cả nhà nha. Khu đô thị thương mại chợ Nhật Huy có tổng diện tích là 6,7 hectare gồm 415 sản phẩm nha cả nhà nha. Và dự án Nhật Huy này nằm ở một vị trí rất là đắc địa, nằm ngay mặt tiền đường DT741 nối liền giữa Sài Gòn và tỉnh Bình Phước đi về các tỉnh miền Trung Tây Nguyên. Và đây chính là con đường DT741 ngày xưa hay còn gọi là quốc lộ 14 nha cả nhà nha. Và dự án chợ Nhật Huy này thì nó ở vị trí rất là đắc địa, đối diện với chợ Nhật Huy, rất là sầm uất. Ngoài ra nó còn liền kề với trung tâm thành phố mới Bình Dương và liền kề với ba khu công nghiệp chính, đó chính là khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Mỹ Phước 3, khu công nghiệp V-Tip 2 mở rộng, nên là cái tốc độ phát triển ở đây rất là cao. Và đây là toàn cảnh dự án Nhật Huy khi mà chưa đổ nhựa. Thì bên em có quay camera, lý nữa em sẽ quay camera thực tế để cho bạn nhà dự án khu đô thị chợ Nhật Huy nha. Dự án khu đô thị chợ Nhật Huy này thì do chủ nhà đầu tư, đó chính là công ty địa ốc Ánh Dương làm chủ nhà đầu tư, là cũng là công ty con của công ty địa ốc Nam Dương nha cả nhà nha. Đây là một dự án tiềm năng nhất và đáng đầu tư nhất ở khu vực Bình Dương này, bởi vì nó nằm ở một cái vị trí rất là đắc địa luôn. Ở trong khu bên này thì đầu năm đã sẽ triển khai dự án, đó là chợ đêm Nhật Huy ở ngay bên trong dự án luôn. Thì tí nữa em sẽ quay hình ảnh thực tế ở phía dưới để cho cả nhà xem kỹ và hình dung kỹ dự án này và thực tế của nó sầm uất như thế nào nha cả nhà nha. Vâng, để nối tiếp video thì đây chính là hình ảnh thực tế ở phía dưới, khi mà em quay ở phía dưới để cho cả nhà hình dung nha. Và đây chính là chợ Nhật Huy, đối diện với chợ Nhật Huy đó là siêu thị C-Mart tổng hợp. Chúng ta sẽ đi vào khu đô thị chợ Nhật Huy nha. Và khu đô thị Nhật Huy này là đối diện làm với chợ này. Đấy, chợ Nhật Huy rất là sầm uất đúng không ạ? Cả nhà thấy là tuyến đường này là tuyến đường tỉnh huyết mạch, nên là cái số lượng mà xe công cũng như là xe khách ở đây rất là nhiều, đi qua lại rất là nhiều, đặc biệt là xe khách. Bởi vì cái tuyến đường này là đi về Bình Phước và các tỉnh miền Trung Tây Nguyên, nên là cái tuyến đường mà có xe khách đi lại rất là nhiều, buôn bán cũng như là các thương gia đi lại rất là nhiều. Và nó là một cái chợ Nhật Huy rất là sầm uất vì cái tỷ lệ mà công chị em công nhân sinh sống và làm việc ở đây rất là nhiều, vì nó giáp với khu V-Ship 2 mở rộng và những khu V-Ship lớn nhất ở khu vực Bến Cát, có tổng diện tích là 1.700 nha cả nhà nha. Đây là quỹ đất ở khu công nghiệp rất là lớn, và đồng thời nó liền kề với khu công nghiệp Vi Mỹ Phước 3 và Mỹ Phước 2 luôn. Và đây chính là cổng đi vào dự án nha. Cả nhà cũng thấy hai bên đường kinh doanh rất là sầm uất đúng không ạ? Rất là sầm uất luôn. Và đây là cổng chính nha, cổng chính đi vào. Thì dự án khu đô thị Nhật Huy này đã có hai cổng nha cả nhà nha. Một cổng ở phía đầu bên này và có một cổng ra ở phía cuối dự án ở phía bên kia. Hai cái cổng nó song song với nhau nha cả nhà nha. Và đây là hình ảnh thực tế. Thực tế thì dự án Nhật Huy đã đổ nhựa hết và cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện hết nha cả nhà nha. Hiện tại chỉ còn có trồng cây xanh nữa thôi là hoàn thành. Và đầu năm 2021 qua Tết thì bên chủ nhà đầu tư sẽ động thổ cái chợ đêm ở ngay bên trong khu vực của chợ Nhật Huy này luôn. Và vị trí mà cái hàng rào bản tôn á, bữa sau sẽ xây chợ, và vị trí này là sẽ xây công viên nha cả nhà nha. Đó, cả nhà có thấy xem thực tế là khu này rất là đẹp đúng không ạ? Và đây là một trong những dự án đẹp nhất ở khu vực Bến Cát và đáng đầu tư nhất. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó nằm liền với trung tâm tòa nhà hành chính tỉnh Bình Dương. Mình đi chỉ khoảng độ có 3 phút đồng hồ nữa thôi là chúng ta đã thấy đến trung tâm tòa nhà hành chính tỉnh Bình Dương mà. Và điều đặc biệt nữa, nó lại đối diện với chợ Nhật Huy rất là sầm uất và liền kề với ba khu công nghiệp chính, đó chính là khu công nghiệp V-Ship 2, khu công nghiệp Mỹ Phước 2 và Mỹ Phước 3, nên cái tốc độ phát triển kinh doanh buôn bán ở đây rất là nhiều.
và quỹ đất ở bên hông và quỹ đất cao su đó thì qua năm tới thì bên em sẽ triển khai giai đoạn 2, đó là xây nhà phố ở ngay bên kế bên của dự án khu đô thị Nhật Huy này luôn. Nên là cái sự phát triển ở đây rất là cao, và khi chúng ta mua ở đây thì chỉ trong vòng 2 năm nữa thôi thì quỹ đất ở đây nó rất là sốt, và dân cư ở đây sẽ ở rất là nhiều nha. Bởi vì cái quỹ đất khu công nghiệp càng ngày càng phát triển rộng hơn và có rất là có nhiều nhà máy phát triển hơn, nên là các anh chị em công nhân cũng như là chuyên gia nước ngoài tập trung về đây sinh sống rất là nhiều. Và đây chính là cái con đường Hòa Lợi 2. Khi mà bên em triển khai giai đoạn 2 thì cái con đường Hòa Lợi 2 này sẽ chạy thẳng băng ngang qua là vừa giao nhau với đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn luôn nha cả nhà nha. Nên là quỹ đất này rất là hot, và giá dao động ở trong khu bên này là từ 1.3 tỷ cho đến 1.8 tỷ. Nên là quý anh chị và các bạn nếu mà muốn đầu tư ở khu vực này, vị trí này và nhận những cái vị trí đẹp thì cả nhà hãy liên hệ cho em theo số điện thoại 0972 33 948, thì em sẽ tư vấn cho tất cả các anh chị và các bạn những cái nền diện tích phù hợp cũng như là tài chính của tất cả các anh chị em và các bạn nha. Khu đất này là bữa sau sẽ xây chợ đêm ở ngay vị trí này nha. Rồi, một lần nữa cảm ơn tất cả các anh chị em và các bạn đã chú ý lắng nghe, theo dõi nha. Xin chào!